Nào, chat là chữ chờ đó con. Peach là chữ chờ luôn. Chocolate là chữ chờ luôn. Và chemistry là chữ cờ. Con khoanh câu đây cho cô, ok? Chemistry, hóa học đó, hóa chất đó. Liver là chữ E, break là chữ A, repeat là chữ E, P full là chữ E. Khoanh từ gì? Khoanh câu nào? Khoanh câu nào? Đọc lại đi. Liver, break, repeat, P full. Break, nhớ chưa? Ba cái đọc là E. Rồi money, close, most, studio. Money, close, most, studio. Most là Âu đó. Close cũng là Âu luôn, studio cũng là Âu luôn, mới ra Âu được. Money là chữ ờ. Tiếp theo box, phát âm sờ sờ con nói con rồi. Đọc thần chú cho cô. Thần chú này thần chú phải phòng khi tối. Phát âm là sờ. Xe gì? Xe hát của tôi. Xe hát của chị Sương. Thì phát âm là gì? Ít. Còn lại là giờ. Vậy box gì? Xe hát chị Sương kìa. Box gì? Box gì? Rồi cây gì? Phải phòng khi tối kìa. Cây sờ. Lây gì? Lây sờ. Hay gì? Hay sờ luôn. Box gì? Rồi. Các bạn dưới, bọn họ rất là heo thì cái gì đi play? Play sport. Piano được không? Hả? Piano được không? Được. Hay được. Play. Piano phải có chữ đờ. Play the piano. Còn play sport không có đờ. Ở đây chọn này và họ mạnh khỏe để họ chơi thể thao chứ không thể họ chơi piano được. Rồi, cái từ nào đọc là Âu con? Cái này là Âu nè. Hả? Cái nào đọc là Âu? Con đọc là du gì? Con đọc là du gì? Judo đó, judo. Âu á. Đồ rồi. Câu số 7 con chọn đáp án đi. Câu số 7 tất nhiên em sẽ chọn câu C. Đúng rồi. An phải là apartment. Tiếp theo. Chấm hỏi kìa. Câu hỏi đó mà đằng sau là đe dần này, đằng trước là gì? Đằng trước sẽ là idea. Đúng rồi, idea. Tiếp theo, Lan can't go out tức là Lan không thể ra ngoài bởi vì có cái từ now đây này. Có từ now là thì gì? Chọn đi. Rồi. Câu dưới có từ right now đó, chọn gì? Right now đó con, chọn đi. Chọn cái gì? Right now chúng ta sẽ chọn đi. Rồi. Câu tiếp theo con chọn cái gì? Who hay where hay when hay what? Where. Đúng rồi. Câu tiếp theo. Có từ chu này, gạch chân từ chu. Chọn gì? Nacho chứ không phải in front of đâu. Tiếp theo. Cô Thảo dạy chúng tôi môn toán ấy, hiện tại đơn, sự thật hiển nhiên ấy. Hả? Câu nào? Câu. Tại sao tiết chịt? Bởi vì chủ ngữ số. Rồi. DE hay DA? Yeah. Rồi, ok. Bài dưới nào? Tôi là Vi. Bây giờ có từ writing này đang viết, clever là thông minh khéo léo, a going là hiện tại tiếp diễn, homework là bài tập về nhà, make là làm, has là có, là ăn, rồi con điền vô đi. Tôi là Vi, bạn thân của tôi là Lan, cô ấy rất là pretty, đẹp đó.
Cô ấy có short black hair, người ta xài từ hat rồi gạch đi luôn đi cho nó nhớ, cho nó dễ nhìn. Cô ấy có tóc dài, tóc ngắn đen và một và big brown eye và đôi mắt màu nâu to. To tròn, mắt buộc câu to tròn. Câu số 15. Cô ta chấm 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 và hardworking. Câu 15 con điền cái gì được? Câu 15 điền gì con? Câu 15 chúng ta sẽ điền không có. Trời ơi, cô ta như thế nào và chăm chỉ? Tìm bên trên ấy. Trong đây đâu có này đâu cô. Trời ơi, tính cách, tìm là tả tính cách. Nè, suy. Ơi. Em có thấy đâu cô? Trời ơi. Clever. Đúng rồi, thông minh và chăm chỉ. Nhưng cô ấy rất là funny. Cô ấy câu số 16 chọn cái gì? Câu 16. Làm trò đùa, làm trò hài hước. Thay từ gì được? Rồi. Và chúng tôi cười rất nhiều và tất cả chúng tôi đều cười. Cô ấy thích reading và cái gì? Short là ngắn, poem là bài thơ. Yes. Hả? Yes. Viết bài thơ ngắn, viết đâu? Viết là writing. Tôi thích ở cùng cô ấy, chơi với cô ấy á. Chúng tôi thường làm cái gì cùng nhau? Đu cái gì cùng nhau? Đu cái gì? Đu homework. Đu homework cùng nhau. Và cô ấy giúp tôi rất nhiều. Thứ bảy này chúng tôi sẽ đi đâu? Đi Tây Ninh Museum. Sau đó thì chúng tôi cái gì? Thiếu từ gì chưa xài? Đi tới công viên á. Chúng tôi đi tới công viên nói sao? We gì? We are going to the park. It's going to be fun. Số bài dưới chú phô này. Bài này làm chưa? Mới đọc rồi, khỏi đọc lại nhá. Rồi, nhưng đây là chú phô, nó phải trả lời câu hỏi đâu. His new school is in the city center. Chú phô. Phone. Không xa trung tâm thành phố, tức là ở ngoài trung tâm đúng không? Yes. Phone. Câu 2. There are three buildings and a big ra. Three building. Ở đây có này, three building, big ra có không? Đừng có ôn. Có big ra không? Mang ra kia mà mang đi nộp không? Có big ra không? Có, lát ra là big ra chứ còn gì nữa, vậy là chu. 40 teacher, 25 class seat, 1000 student đúng hay sai? Đúng, anh phụ cũng phải đó. Đúng hả? Ở đây là bao nhiêu lớp học? Có 26. Mà đây 25 mà đúng. Ai là người sai ấy? Rồi, trường học có 4 club đúng hay sai? Gì sai? Mấy? 5. Anh ta like English, vì thế anh ta join the English club đúng hay sai? Anh ta không thích trường mới. Đúng. Rồi. Xuống bài dưới. Hoàn thành câu nghĩa không đổi. Thật là sai lầm cho chúng ta ném rác. Tức là chúng ta không nên ném rác. Con sẽ viết như thế nào? Không được ném rác. Chúng ta không được ném rác nào. Mất dần là không được rồi đó. Ném đâu? Ném nó thở. Throw rác. Viết nào? Chúng ta không được throw rác. Có yên tâm. Hai vậy. Em làm đúng rồi cô. Đúng con mẹ anh á. Gì? Là sao? Mẹ không có làm nhiều. Cô này. Anh chưa làm chết mà. Không có đâu. Làm gì có gì hết trơn. Mẹ tự làm thôi. Ừ. Con thì anh tự làm không làm mà cô bay cũng không làm. Có. Ngồi nó làm nhà lúc mình biết đâu biết biết gì đâu. Làm công nghệ đi. Chúng ta không được ném rác. Không được là mất dần là không được rồi. Từ ném của chúng ta đâu? Thở râu râu kể, viết à? Lần đi dùng hết. Cứng này không biết nổi luôn. Nhanh vào sang bài nghe. Cho nghe để mà về mà cái lỗ tai nó quen cái bài nghe, mai mà nghe nữa đây này. Tất nhiên là thi thì phải có nghe rồi. Chỉ mất 2 điểm này. Rồi. Hà Nội thi. Hà Nội thì rộng, Bangkok rộng hơn và Tokyo rộng nhất. Tokyo rộng nhất nha.
trong 3 thành phố. Bây giờ câu này chúng kiến thức mới ghi vô thôi. Tokyo is the largest in the three city, vậy thôi. Từ lắc là rộng, thêm ester vô là nhất, rộng nhất. Dạ. Thật là không có tốt á, để mà stay up late á, là thức khuya á con, để nghe nhạc á. Vậy là bạn không nên, đúng không? Bạn không nên gì? Thức khuya. Không nên, người ta cho cái từ suốt là nên rồi, không nên thêm nốt nào là không nên. Và thức khuya là stay up, viết tiếp thôi. So late to listen to music. Hôm nay các bạn có nộp long cô? Không, ít hả? Hôm nay các bạn tập về nhà không? Không. Rồi, con chó thì in front of the microwave. Cái bài này dễ dàng lắm này. Con chó in front of the microwave. Vậy microwave như thế nào? Microwave như thế nào? Viết đọc cho đầy đủ. Con chó trước cái microwave. Vậy microwave đằng sau cái con chó, đằng sau là gì? Nhưng mà có động từ to be đọc vào. Viết vào. The microwave is. Is gì? Is behind the dog. The microwave is behind the dog. Tiếp theo, nhà tôi có sick room. Nhà của tôi có sick room rồi sao nữa? Nhà tôi có sick room air. Đây là gì? Sick room. Yeah. Yeah. Sick room ở đâu? In gì? In gì? Không phải the, in gì? In my house. There are six rooms in my house. Viết vào. Được chưa? Rồi. Cô Vi dạy tôi môn lịch sử nào. Miss Vi dạy tôi môn lịch sử, nói viết cho cô đầy đủ câu và chia động từ luôn. Hiện tại đơn đấy. Bà Vi này, CV, Miss CV này. Tít gì? Tít gì? Tít chủng số ít. À, đọc là tít chịt. Tít chịt me. History. Miss CV tít chịt me history. Ok? Lúc đó là history, lúc đó là history là sao? History. History. Thế. Rồi câu dưới này có bao nhiêu phòng kìa? How gì? Để mà hỏi số lượng con nói how gì? How many? How many gì? How room. Many cook? How many room? Nó gì nữa? In your house. Ừ, thiếu rồi. In your house. Thiếu rồi. How many room? Có từ đe con khoảng đâu? Và thiếu cả từ to be nữa. How many room? How many room gì? Are there? Are there? Are there? In? In gì? Your house? Chấm hỏi. Rồi chia động từ trong ngoặc cho tôi nè. Từ vô. Rồi. À, ông John có một cái nhà hàng, hiện tại đơn cho cô. Chủ ngữ số ít. Sai gì? Mr. John has a restaurant. Mr. John has a restaurant. Tiếp. Những học sinh đó studying. Cái gì studying? Am hay y hay a? A studying. À, những học sinh đó A studying English nào. Rồi tiếp theo. Mẹ của tôi đi làm mỗi ngày nào.
Mẹ của tôi. Gâu gì? Gâu gì? Rồi. Rồi bây giờ con gạch chân cái từ nào câu dưới đây. Chia sao? Tiếp diễn như gì nữa, chia đi. I am reading now. Rồi, listen chấm than gạch chân xem nó thì gì đó. Listen chấm than thì gì? Hiện tại thì gì? Chia. The phone là điện thoại là số ít. The phone. Đi ta. Y. Y gì? Ring in. Tiếp theo, Jim. Jim đang làm cái gì ở trên sàn nhà vậy? Anh ta đang tìm kiếm kính. Hiện tại tiếp diễn, đang làm cái gì? Đang tìm kính mà là tiếp diễn rồi đấy. What gì? What tiếp diễn? Tiếp diễn là what y. What y gì? Y Jim doing. Bé đằng sau. He gì? He looking for his glasses. Be quiet chấm than xem thì gì đấy. Be quiet chấm than. Tiếp diễn chia đi. Baby là số nhiều số ít đây. Rồi chia sao? E sleeping. Rồi trời mưa rất nhiều vào mùa hè. Trời mưa rất nhiều mùa hè làm sao? It raining. Không, hiện tại đơn thôi. Thật hiển nhiên mà. Rồi. Nhưng bây giờ trời không mưa này, now lại là bên này là tiếp diễn con nhá. Chia sao? Bây giờ trời đang không có mưa. Đơ dần. Đơ dần à? Tiếp diễn mà phải đơ dần. It gì? Isn't gì? Isn't raining now. Ok, hết bài. Rồi. It isn't raining now. Bây giờ chuyển sang bài nghe. Rồi.